Đây anh em mình chọn một số đồ máy về rất là VIP nha anh em. Đồ Vin có, đồ toàn có. Rồi anh em muốn thích món nào cứ alo liên hệ em nha, em báo giá nha anh em. Nhiều quá em báo giá không hết nha. Đây là cái phục Caribe tem đen nha anh em, hàng tồn kho. Đây là hộp sách đầy đủ nha anh em. Hộp sách đầy đủ. Đó. Chân vàng hỏi nói nghe nè. Nè tên ca sư phụ cái chữ KGB luôn. Tên dưới gì đều có đủ nghe nè. Đây. Cái màu rồi hết lần. Heo 5 tháng anh em, chỉ chạy thì khỏi bàn. Đây chỉ. Chạy từ dưới lên trên luôn nha nè. Chung là cuộc này nhìn đẹp lắm anh em ạ, đã lắm. Khuôn hộp sách đầy đủ. Sao nha, còn trước còn kia hồi mình giới thiệu sau nha nè. Đây mình giới thiệu dài vô đi. Nè cái lồng lỗ ở tăng đa nha nè. Nói chung là mấy lồng thì bao im cho anh em hết. Ở tăng đa, tái cực kỳ đẹp. Nè cái màu lồng anh em nhìn là thấy nè. Lồng này xài không được như lâu nè. Không xước, bao im cho anh em. Hai lỗ sơ mi zin, không đóng không gì hết nha nè. Đây, cái bên này có cái lồng nha nè. Lồng này cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó. À, cái này cũng mới rớt ra lần đầu em, cái gon của nó còn nè, cái gon này gon rút gan lần á anh em, nó còn cái chất cái màu xám xám của nó nha. Cái này đúng ra của nó cũng là ít tăng đa nhưng mà nó xước hơi nhiều quá anh em, sấy lên bỏ cốt một nó vẫn còn xước lên quốc kênh cốt hai luôn nha nè. Anh em thấy những cái này nè, của cái gon này em biết liền chắc lòng còn đẹp đó. Số 120 nằm sát mí anh em. À, mấy cái sơ mi lỗ vô là sơ mi zin nè, rất là ít dặn nha nè, nên em thấy nó còn rất là dày, không có tuôn không có gì nha. Hai cái ngạnh rất là dài nè, cái nước bạc của nó còn nè, số lòng cũng còn luôn nha nè. Lòng mà rửa xăng một hai lần là cái này nó mờ hết nè. Đặc biệt mình sấy kiểu này mình đi tới tồn đây 050 nha nè. Tấm bung mai mà bung mai xưa tồn rồi nè. Tấm này vô đi là khỏi phải bàn nha nè. Đây mình thử vô rất là nhẹ luôn. Nhưng mà lòng này đó, nhẹ kích nha nè. Em về chỉ việc đi thôi. Đây bạc của nó 050 sa băng nha nè. Đây có cái pha đèn, có chư bóng đầy đủ nha nè. Chui chụp này chống nước nè, số nha nè. Chụp viên nó có số nè. Chụp vô cái mũ đèn chống nước. Bát này đắt 2000. Đó. Giá trăm không lỗi lầm. Rồi cái bên này có cơm bầu hắn nè nha. Cái cùi hắn tên nè. Nè, cùi hắn tên này nha nè. Góp gắt gắt luôn. Thằng này giờ muốn tuyệt chủng hết nha nè. Cái cùi tay con với cái tay con này nè. Đó. Kế bên đó thì anh em có dây dầu. Dây dầu nè. Heo dầu. Con heo dầu này còn cực kỳ đẹp, số 27 nha nè. Ít có chạy. Đồ tồn là phải chịu xây xước tày nhẹ nhẹ nha nè. Bên đây có cái nồi tồn nữa nè. Dây điện 120. Dây điện tồn kho nha nè. Rồi, với cái chụp chụp bình mà để lâu quá riết nó bị nhão luôn nha nè.
Ồ, có cặp bựng. Cặp bựng 99 tồn kho nha. Này rất là nhiều đồ vàng anh em, sọng ra chưa hết. Trời, mấy cái bịch còn theo 5 tháng. Nhìn cái núm nè. Đó, nhìn cái núm núm có cà cao nha, chỉ có cái núm bên cái tay phải của mình là có nè. Nè, chưa có gãy cái nấc nào nha anh em. 1 2 3 4. Cũng như là chưa có bấm lỗ tai, tất nhiên là vẫn chưa xài nha anh em. Còn cái màu thì khỏi phải bàn. Đây nè, vấn đề cái màu anh em thấy không? Bẩn màu hột gà này khỏi phải bàn. Đẹp cực kỳ. Mình đứt hàng cũng lâu lắm nay mới có về lại nha anh em. Dài bóng nè. Đó. Cái này được cái là mới bấm nha, gỡ con lần nè nè. Không gắt không vậy nha. Em 5 tháng nữa lên bóng cỡ này. Đó. Rồi, cái cánh mình, cái tay trái của mình nè, một cái màu nè. Cực kỳ đẹp. Bát bọng là chỉnh chỉ từng bát nha nè. Cái này anh em biết là gì không? Cái này là bụi. Nói chung là tồn để lâu quá nè, nè. Bụi nè. Cái màu nè. Màu cực kỳ. Chung là mấy xe nào mà vip vip là vô cặp này là nhìn chiếc xe là cực kỳ nha nè. Rồi, cặp. Thì đây là có một nồi tồn kho nè, nè. Một cặp nhông nè. Đó. Heo 5 tháng nè. Dở ra thử coi nó có xét. Chắc cũng đến nổi rồi nè. Ồ, cực kỳ đẹp. Tưởng đâu xét nhưng mà cái này nó có lớp giấy dầu bảo vệ đẹp lắm anh em. Chưa xài thì chưa có dấu anh em, còn trong cái bịch nữa. Rồi cái giấy mà rất ra nó giòn anh em, giấy này giòn lắm nè. Và đây là cái chuột gà uông 110 anh em. Chuồng này tồn tồn lâu năm đó. Hai bên nè anh em thấy không? Mình quay cho anh em nè. Chưa chạy nè, nó đâu có dấu cắn bố nữa không? Nghe mặt ngon nè, mặt nhông này nè, anh em thấy không, cái lần lần chỉ nó có nè, nó trắng như nó chạy là mất liền. Giờ đủ gơ là không có nha nè. Mấy bộ này hụt về à. Tồn. Ừ. Lâu dữ lắm rồi nha anh em, lúc trước còn được mấy bộ với vài tiền chủng luôn rồi nè. Cái bên đó là có số ốc ống tiêu nè. Về cũng được mấy con. Tiêu da băng nè, có lông đền. Ốc này đẹp lắm nè, đúng hàng nha nè. Dao chấm nè. Được vài con. Tại nhiều quá mình không quay lên hết nha anh em, tại mới về được mấy cái program đó nè. Program tiếp tiếp nè, anh em nào cần thì liên hệ mình trước để mình chụp qua nha anh em. Hàng mới về. Cặt re zin nè. Ở bên trong nè còn ok lắm nha anh em. Cái bấm zin của nó xưa. Chỗ này để anh em trồng vô cái gấp. Cái bên này có cái chống đứng của 99 nè. Nghe chở cái chân mà đạp tới đạp lui nè, nó chóc có chút xíu à. Chống này còn rất là đẹp. Đây là cái bát phá chống cao su zin. Ốc số 7. Ốc
cái giò đạp F0 chưa sử dụng. Con chén xăng không có nè. F0. Bảng nó vuông nha nè. Ốc số 7. Cây cần thắng tồn kho có dấu chấm này nè. Hai cái này chưa xài, có cái con số Sài Gòn này, số các xe đẹp long lanh luôn. Cốt thắng chập gu gu này có chì nha em, nặng dữ lắm, nặng ốc kích ba keng nè. Combo ốc đĩa tồn kho số 7, bát dài, cái đĩa tồn 3 mm, cặp đâm để tồn, cặp đùm tồn nữa nè, má đùm luôn, cầm luôn, còn một thùng nữa chưa soạn nha nè. Bên đây có cái đồng hồ ba kim, kim zin nha anh em, bao lên chuẩn cho anh em nha. Chung là dây điện còn đầy đủ, không cắt không nói, bao hoạt động tốt cho anh em, còn đẹp len keng. Anh em thấy mặt số không găng không nứt nha. Cái 2000, cái 99, 99 còn cũng rất là đẹp luôn nha này. Số không nứt không găng, dây không cắt nói, bao lên chuẩn cho anh em. Trong đó mình có nè, hai cục IC, cục D12 theo xe, và cục D11. D11 thường anh em đi cho cái đồng hồ 99 này mà em nghe, không có kim tua đó. D11 hàng gớt xe, một miếng đầy đủ, bao sóng cho anh em. Đây là D12, anh em đi đồng hồ ba kim đen sồ da băng D12, một đầy đủ, đích bằng. Cái D12 anh em đi đồng hồ ba kim nha, D1 anh em đi đồng hồ hai kim, có chụp Fuji nữa em, T125 cục sạc, sạc cục chớp. Ở đây có cặp bắt gác chân nữa anh em, sơn ghim chạy chỉ, có lò xo ốc số 7. Rồi cái trống này hay mòn coi như bỏ nha nè, rồi soi ghim nữa, như bán cặp bát chơi thôi. Cái trống nó có thể về hàng lại xài được đó. Rồi. Rồi có mấy cái cốt còn nữa nè, này cốt số nha, vàng tươi luôn nè. Rồi phục nè anh em, phục chính hãng nè. Rồi nước sơn đẹp tạnh lùng nữa nè. Phục này mà đi với phục sao KGB đó là hết bài nha nè. Đây bên đĩa nè. Đó. Cái nước bạc zin của nó nhìn chất lượng nha nè. Ốc vàng tươi luôn. Rồi thì trước tiên em lên số món vậy nghe nè. Mấy cái nồi zin cũng
bao giọng hú nha anh em, bao im hết đó. 4 phíp gin, em nào không thích đi nào gin, đi nào tồn nha anh em. Rồi thì mình lên số món, vậy anh em nào cần cái món nào cứ alo liên hệ em nha. Cảm ơn tất cả anh em nha, nếu sao mình sẽ lên cho anh em số đồ nữa.